Chào mấy bạn, hôm nay mình sẽ nói về vấn đề là thí dụ như có ai đó gửi một cái phiên bản mà Word lớn hơn cho mình chỉ có thể mở lên mình coi được thôi, mình không có làm gì được với nó, thì có cách nào để mình sử dụng được cái file này không? Nhiều bạn thấy cái file này phiên bản cao hơn thì khi mình mở thì chỉ được là mở một cái file nó để chữ future file thôi, mình không có làm gì được nó. Thì bây giờ mình làm sao để mình sửa được, mình xài được nó đó. Thì mình giới thiệu bạn một cái công cụ, đó là mình lấy cái file này, mình save thành một cái file file step nha, eject là dạng test file á, mình hay gọi eject là step file lắm, mình lưu ở desktop lưu lại. Đây này xóa đi ha. Ok. Folder này trống, không có gì hết. Rồi. Giờ file này mình tạm thời mình tắt đi ha. Ok, mình lấy cái file mình mới export ra nè. Mình bỏ vô chương trình này. Mình chờ chờ nó inbox vào. Sau khi máy inbox vào rồi á thì mình sẽ có thể là mình sẽ sửa được cái file này. Nó kêu mình load cái template ra. Okay. Đây. Ở trong này có rất là nhiều file, nhưng mà cái này tới hai lớp mình không cần tới hai tầng assembly vậy, nó cũng không cần thiết lắm. Mình chọn JSON Fisher. Okay, yeah. Cho lần nữa, cho lần nữa. Xong. Thì cái file này mình tạm thời mình có thể sử dụng được cái model này rồi. Đó. Ví dụ như mình muốn chỉnh sửa một cái gì đó đi, chẳng hạn cái dưới này mình cắt thêm, mình có thể là xóa mấy cái lỗ hoặc thêm mấy cái, ví dụ như mình muốn xóa mấy cái lỗ ha. Mình xóa bớt những cái lỗ này mình không cần thiết thì mình xóa đi, thì cái trò delete and pause. Ok, cái lỗ này bị lắp rồi, mình có thể dùng nhiều lỗ khác ha, chọn vài lỗ thử. Xong. Như vậy. Đây. Lưu vào new folder ha. Save. Ok. Tắt file này đi. Rồi. Đây. Vậy là cuối cùng là khi mình lỡ mình có nhận được file lớn hơn mà mình muốn lấy được những cái file đó mình có thể đọc, mình có thể sửa, thì mình nên save thành một cái file EJS. Mấy bạn có thể thử với một cái định dạng khác, có thể là định dạng step file AB 214 này cũng được, hoặc là định dạng ASCII sharp. Đó, mấy bạn có thời gian mấy bạn thử. Thường mình cũng không không có nhất thiết là phải file EZ đó, muốn nào cũng được. Những file trung gian giờ là phần mềm nó cũng mạnh mẽ rồi, mấy file nào cũng đọc được, mấy bạn có thể thử nha. Rồi, cảm ơn. Xin chào mấy bạn. Mong là cái video này có thể giúp ích cho mấy bạn. Cảm ơn. Hẹn gặp lại.